đây các bạn, tiếp tục là anh em mình lên ăn cơm các bạn ơi. Thầy từ từ đi thầy ơi, thầy từ thôi. Lại gặp nhau nữa rồi. Ăn nặng uống thuốc bạn ơi, bệnh rồi. Tất nhà bệnh tất thủ rồi. Hôm nay thì vẫn có cơm chiên các bạn. Còn cái này thịt thịt gì, thịt bò hả? Thịt bò hả bạn? 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 Bò né, bò né cô. Bò né đâu, bò né. Ớ, bò né. Không phải rồi. Nó nói à, đập xe đó nhầm tăng lên lắm. Nó không biết. Nam Kim Rod Thái đó. Nhân vật chính nè các bạn. Hôm nay đẹp không? Đó, dây chuyền bự cho bá luôn các bạn. Anh hai. Anh hai này múa chặt các bạn. Đám nào mà không múa. Bây giờ ở đây mình ăn các bạn ơi. Đó, có bánh mì nữa các bạn. Đây các bạn, anh hai đang xào mực cho anh em mình ăn các bạn. Đây là anh hai đó các bạn. Anh hai là anh lớn trong team thì tất nhiên là phải lo cho đàn em. Anh hai làm đàng hoàng, anh hai ơi. Đây nhìn thì khoái các bạn. Vô còn bố trời.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.